Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh thay thế lính nghĩa vụ tại biên giới bằng quân nhân chuyên nghiệp và lực lượng đặc nhiệm trước những vụ tấn công ở biên giới với Ukraine gần đây. Nhà báo Pavel Zarubin của đài phát thanh truyền hình VGTRK của Nga ngày 16 tháng 3 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết Tổng thống Putin đã được báo cáo về thông tin Ukraine có kế hoạch sử dụng các nhóm trinh sát đặc nhiệm để vượt qua biên giới. Kế hoạch được Nga phát hiện hai tuần trước khi vụ tấn công biên giới mới nhất xảy ra. Tổng tư lệnh đã ra lệnh rút lực lượng gồm lính nghĩa vụ khỏi biên giới và thay thế họ bằng quân nhân chuyên nghiệp, lính tình nguyện và lực lượng đặc nhiệm. Đó là điều đã được thực hiện, nhà báo Zarubin nói. Từ hôm 12 tháng 3, các tay súng phía Ukraine được cho là đã liên tục xông qua lãnh thổ Nga, thực hiện nhiều cuộc tấn công phá hoại tại tỉnh Belgorod và Kursk. Tổng thống Putin cho rằng những hành động phạm tội vô nghĩa xét về mặt quân sự này nhằm làm gián đoạn cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Ông Putin cho rằng đợt leo thang có thể là chiêu trò quảng cáo của Ukraine trước công chúng trong nước và những nước ủng hộ phương Tây về một vài bước tiến quân sự. Ông tuyên bố giới lãnh đạo Ukraine sẽ không bao giờ ham dọa được người dân Nga mà chỉ giúp Moscow thêm đoàn kết. Ông Putin cho biết Nga ước tính quân đội Ukraine đã triển khai hơn 2.500 quân nhân, khoảng 35 xe tăng và 40 xe thiết giáp để tấn công nhiều vị trí dọc biên giới. Nhà lãnh đạo tuyên bố toàn bộ cuộc tấn công đã bị ngăn chặn và Ukraine chịu thiệt hại nặng nề. Theo TAT, tình hình khu vực biên giới vẫn căng thẳng do còn bị Ukraine pháo kích ồ ạt. Vào ngày 15 tháng 3, thị trưởng thành phố Belgorod Valentin Demidov cho biết có 3 người bị thương trong vụ pháo kích vào thành phố. Tại tỉnh Belgorod, khoảng 400 người cư trú tại 3 ngôi làng biên giới, trong đó có Kozinka, đã được sơ tán do lực lượng vũ trang Ukraine pháo kích. Theo tỉnh trưởng Vyacheslav Vladkov, người dân địa phương không hoảng sợ và đang dũng cảm ứng phó với tình huống nguy cơ cao. Ukraine không bình luận nhưng thông báo nga đã tấn công 14 cộng đồng tại tỉnh biên giới Sumy trong 69 cuộc tấn công trong ngày 15 tháng 3.ít nhất 378 vụ nổ được ghi nhận tại vùng này trong 24 giờ qua theo trang The Kyiv Independent. Ông Putin tuyên bố sẽ trừng phạt Ukraine. Tổng thống nga Vladimir Putin ngày 15 tháng 3 nói rằng Ukraine sẽ bị trừng phạt vì cố phá hoại cuộc bầu cử tổng thống nga bằng cách pháo kích các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ nga và sử dụng 2.500 binh sĩ có vũ trang để cố xâm nhập biên giới Nga, theo Reuters. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Nhằm làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu và đe dọa người dân, ít nhất là ở khu vực biên giới, chế độ Kyiv, đang cố thực hiện một số hành động phạm tội, tấn công vào các khu định cư dân sự ở Nga. Những cuộc tấn công này của kẻ thù sẽ bị trừng phạt, ông Putin nhấn mạnh. Ông Putin còn nói rằng 95% số đạn pháo và tên lửa đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ nhưng một số đã vượt qua được và có thương vong trong dân thường Nga. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định đã có 4 cuộc tấn công vào tỉnh Belgorod và một cuộc tấn công vào tỉnh Kursk do lực lượng ủy nhiệm vũ trang của Ukraine có khoảng 2.500 người tiến hành. Cũng theo ông Putin, lực lượng ủy nhiệm đó có 35 xe tăng và 40 xe bọc thép. Ông khẳng định lực lượng ủy nhiệm đã mất khoảng 60% quân và một nửa số xe bọc thép. Đến khuya ngày 15 tháng 3 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố trên của ông Putin. Tổng thống Putin đã hé lộ ý định thiết lập một vùng đệm bên trong lãnh thổ Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng xung đột giữa Nga và NATO sẽ đẩy thế giới đến bờ vực thế chiến ba. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17 tháng 3 nêu khả năng thiết lập một vùng đệm tại Ukraine để đưa các khu vực của Nga ra ngoài tầm bắn của Kyiv. Điện Kremlin sau đó cho biết đó là cách duy nhất để bảo vệ lãnh thổ Nga trước các cuộc tấn công của đối phương. Bình luận về phát ngôn của ông Putin, ông Mikhail Podolyak, trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ngày 18 tháng 3 nói đây là chỉ dấu cho thấy Moscow có kế hoạch leo thang chiến sự ở Ukraine. Đây là tuyên bố rõ ràng và trực tiếp rằng chiến sự sẽ chỉ leo thang. Tất cả những điều này là bằng chứng trực tiếp cho thấy Nga chưa sẵn sàng sống trong các mối quan hệ chính trị và xã hội hiện đại. Có tính đến quyền chủ quyền tuyệt đối của các quốc gia khác, ông Podolyak cho biết trong văn bản phản hồi. Ông Putin đề cập đến vùng đệm trong cuộc gặp gỡ người ủng hộ và báo giới sau cuộc bầu cử kéo dài 3 ngày với chiến thắng giờ chắc chắn đã nằm trong tay ông. Chủ nhân Điện Kremlin đưa ra câu trả lời khi được hỏi liệu Nga có cần thiết phải chiếm được tỉnh Kharkiv của Ukraine hay không. Tỉnh này giáp danh với Belgorod, một tỉnh của Nga thường xuyên bị lực lượng Kyiv tấn công kể từ năm 2022. Nhà lãnh đạo không đi sâu vào chi tiết nhưng cho rằng vùng đệm có thể phải đủ lớn để ngăn chặn vũ khí do nước ngoài sản xuất tấn công lãnh thổ Nga.